Còn đây là tập thể các cầu thủ nhà đương kim vô địch Sahako. Họ đã trải qua những giây phút vô cùng nghẹt thở trong trận đấu gặp các cầu thủ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở trong vòng đấu thứ hai. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Tân Hiệp Hưng họ sẽ thi đấu với các cầu thủ mang áo số 1, đó là thủ môn Lê Hậu, số 12 Đào Minh Quảng, số 14 Trịnh Quang Vinh và số 11 Trần Nhật Trung. Và như vậy hiệp 1 của trận đấu chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Tình huống có bóng và tấn công đầu tiên, nhưng đây sẽ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Hưng. Ở những phút khởi đầu là những giây phút mà hai đội đều đã có những cơ hội để dứt điểm. Không Đình Hùng chơi trái, đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Sahako. Một tình huống dứt điểm rất tốt đến từ vị trí của Đặng Phi Tiến. Một pha phối hợp đơn giản và vô cùng hiệu quả, đường chuyền được tạo ra bởi đội trưởng Không Đình Hùng. Và ở vị trí vừa rồi thì Đặng Phi Tiến đã có một không gian khá thoải mái. Một tình huống dứt điểm chính xác đã giúp cho các cầu thủ Sahako có được bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu ngày hôm nay. Dứt điểm không vào. Đáng tiếc cho tình huống dứt điểm của Đào Minh Quảng. Đào Minh Quảng cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho mình ở trong mùa giải năm nay. Bây giờ thì Đinh Công Viên sẽ đá ở vị trí phi sô thay thế cho đội trưởng Phạm Đình Hùng. Cột 2, đó là một pha phối hợp rất chuẩn bài. Một tình huống căng cột 2 tốt của Trương Quang Toàn dành cho cầu thủ mang số 7 Ngô Ngọc Sơn. Và một pha nhập cột chính xác đến từ vị trí cầu thủ mang số 7 bên phía Sahako. Và tỷ số bây giờ là 2-0. Cách biệt đã được nhân đôi. Đường chuyền không thành công của Công Hải. Chúng ta thấy là Tân Hiệp Hưng họ đang phòng ngự để lộ ra nhiều khe hở hơn. Rất nguy hiểm. Bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Sahako. Người đã ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi đó là Trần Nhật Trung. Mọi thứ đã diễn ra một cách quá nhanh. Ở trong tình huống vừa rồi, một tình huống lên bóng không thành công. Nếu như Xuân An chắc hơn và để bóng trôi đi hết đường biên dọc thì có lẽ câu chuyện đã khác. Nỗ lực truyền về dành cho thủ thành Lê Hậu trở thành một pha bóng cho Khổng Đình Hùng để cho đội trưởng của Sahako tạo ra đường truyền ngang vào trong, nơi mà số 11 Trần Nhật Trung đã đứng ở đó và thực hiện một tình huống dứt điểm nhẹ nhàng và gọn gàng. Rất hợp lý. Dứt điểm. Những pha đàn bóng tuyệt vời trong cách chơi power play của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng. Bàn thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn ở trong trận đấu ngày hôm nay với tình huống dứt điểm của Trần Tấn Đông. Hãy cùng nhìn lại tình huống này. Các tình huống phối hợp một chạm để xé toang chiến tuyến phòng ngự của các cầu thủ áo xanh. Rất tuyệt vời cho pha bóng vừa rồi của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng để mở ra những cơ hội và những hy vọng trong thời gian tới. Không được, không có sự hiểu ý giữa, nguy hiểm quá. Và rồi sau đó bàn thắng đã đến dành cho các cầu thủ Sahako. Bầu hợp này luôn là con dao hai lưỡi. Đã có những sự thiếu hiểu ý của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng và khiến cho họ đã phải trả giá bằng bàn thua thứ tư trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Nỗ lực cứu bóng của Quốc Tâm đã không thành từ một tình huống phối hợp không hiểu ý nhau giữa Ngọc Lân cùng với Công Hải. Và từ đó thì thủ thành
Mà áo số 2 là Đoàn Minh Quang đã tạo ra một tình huống dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Để chuẩn bị cho mùa giải hôm nay thì các thủ Tây Vân đã dứt điểm rất nguy hiểm. Một tình huống dứt điểm không thành công của Nhất Tiến. Và sau cú đá vừa rồi, chàng trai mang số 8 của Sahako đã bị đau. Một pha xử lý khá tốt của Nhất Tiến và sau đó một tình huống dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Thủ thành Lê Hậu đã có một tình huống phạt xạ tốt. Nhưng vẫn còn trong sự kiểm soát của Tân Hy Vân. Tấn Đông, cấm ái, rất nguy hiểm. Như vậy sẽ là tình huống đá góc dành cho các cầu thủ Tân Hy Vân. Trần Văn Sang, không được. Đã không có tình huống dứt điểm của Lê Kiên. Tân Hiệp Hưng đang quyết tâm, đang nỗ lực, đang vô cùng cố gắng để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trịnh Quang Vinh, Quang Vinh, không vào. Quá đáng tiếc cho tình huống ra chân vừa rồi. Cú ra chân của Ngọc Lân. Công Viên. Công Hải. Dứt điểm. Không vào. Cơ hội đã đến nhưng cú đá cuối cùng của Trần Văn Sang đã không thể chính xác. Trong sơ đồ bubble play ở trong hiệp 1 thì Quốc Tâm đã đóng vai trò thủ môn. Và như vậy đó là bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ Sahoko. Lần thứ 2 với cách chơi bubble play của thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn. Lần thứ 2 họ phải vào lưới nhặt bóng với cách chơi bubble play của mình. Cách biệt bây giờ đã là 4 bàn. Với bộ play với chỉ một đường truyền thiếu chính xác thôi, bóng đến chân của đối phương thì khung thành của đội bóng chơi bộ play sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không phải như vậy, không có phạt góc dành cho các cầu thủ Sahako. Ra chân. Tình huống ra chân của Đào Minh Quảng. Một tình huống đá phạt ở cự ly khá xa so với khung thành của Lê Hậu. Không được. Rất đáng tiếc dành cho thủ thành Đoàn Minh Quang. Ở trong pha bóng vừa rồi, Minh Quang đã tạo ra một cú đá ngay sau khi có bóng. Chỉ hơi thiếu chính xác mà thôi. Chu Văn Tiến, không được. Và như vậy cuối cùng thì trận đấu của chúng ta đã chính thức khép lại. Một kết quả đã được lường trước. Và kết quả ở hiệp này thì không có điều gì bất ngờ cả. Chiến thắng chung cuộc là 5-1 dành cho nhà đương kim vô địch Sahako. 3 điểm trên sân nhà. Và đây sẽ là một trong những sự chuẩn bị rất tốt cho chuyến hành quân sắp đến tại vòng đấu thứ 4 diễn ra tại Nha Trang, khi mà Sahako sẽ gặp các cầu thủ Savinet Khánh Hòa.